đóng cửa lại, đóng cửa lại, lại lên. Ok, gõ cửa. Xin mời vào. Chào chị, hôm nay chị đi chợ hả? Chị có khỏe không? Chị hôn em miếng đi. Nè, xe nè, chị lấy đi chợ đi. Trời ơi, vậy vậy khoan khoan, để em giới thiệu. Khoan, trước khi mà khách hàng người ta mua con phải giới thiệu sản phẩm. Ok, ngồi xuống chị nghe em giới thiệu. Em mới cho chị mua, chứ còn hành lãng quảng em không cho chị mua. Bên em hôm nay là có trứng gà nè. Trứng gà của bên em màu trắng, trứng gà bên em là trứng gà. À, con này nè, mày nhận đây nè, nè. Khi mà con giới thiệu sản phẩm cho, bỏ váy xuống. Khi mà con giới thiệu cái sản phẩm của con cho khách hàng, con phải cho khách hàng biết được rõ cái nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm con là ở đâu, và tại sao cái sản phẩm con mọi người nên mua ở đây mà không mua chỗ khác. Hiểu chưa? Chị, để em ngồi xuống để em nói cho chị nghe trứng gà bên em. Cái trứng gà bên em là trứng gà 100% organic. Mà organic có nghĩa là gì? Là có con gà này nó đi vòng vòng ở trong cái khu vườn của nó đó. Nó đẻ trứng ở trong đó luôn. Chứ nó không phải là qua một bất cứ một cái công nghiệp hay là cái gì hết. Là cái loại trứng này chị ăn rất là bổ và rất là tốt cho sức khỏe của chị. Hả? Chị nói em quảng cáo đủ rồi hả? Rồi thôi mua đi. Trời ơi. Rồi mày ngồi gần kia phải không? Rồi. Trời ơi, nó nói enough chị. Tôi nói là có nghĩa là đủ rồi đó. Im lặng đi để tôi mua hàng đó. Còn không tao ghét quá tao đi luôn. Chị, bên em còn có bán gà nha chị. Gà này là gà đi bộ nha chị nha. Bên em hoàn toàn không có cho ăn thức ăn một cái công nghiệp. Bên em toàn là cho ăn cơm không. Nên là cái con gà này chị ăn một cái là thịt của nó ngon lành vô cùng luôn. À đủ rồi hả? Rồi mua đi. Mua. Ủa không mua luôn hả? Mua, đúng. Thấy chưa, chị thấy em quảng cáo là chị mua liền, thấy không? Đây còn sữa, đưa đây em giới thiệu sữa. Để em đưa giới thiệu sữa đi em. Không cần quảng cáo giới thiệu luôn hả? Đúng, bởi vậy không cần biết cái người á hả, cái người mà bán hàng người ta quảng cáo tốt như thế nào. Chủ yếu là cái người khách hàng người ta có muốn mua hay không thôi, thấy chưa? Người khách hàng mà người ta đã muốn mua thì cái tiệm mình sạch sẽ hết, không còn cái gì trong tiệm hết. Trời ơi, mua quá trời luôn, em cảm ơn chị nha chị. Chị khoái ăn trứng hả? Chị gom hết trứng về luôn đi chị. Rồi, ok, bây giờ chị trả tiền em. Em chưa báo giá tiền mà sao chị trả? Trời, chị vét sạch hai túi chị đưa tiền em luôn hả? Em cảm ơn chị nha. Em chúc chị ngon miệng nha. Bye bye chị. Về cẩn thận nha. Đi đâu rồi? Chị đi đâu rồi? Rồi. Cái gì vậy? Có chuyện gì vậy chị? Tại sao chị lại chờ trở lại cái siêu thị của em? Là sao không hiểu? Ủa chị mua đã rồi chị vô chị trả lại. Chị có receipt của chị đâu? Chị trả đồ chị phải có receipt chứ. Trời, không có receipt ai cho, không cho trả đâu chị ơi. Làm gì vậy? À con làm lại để mình chơi lại phải không? À vậy nó làm lại để mình chơi lại con chú ơi. Để mày cắt cái này, để mày cắt cái này cho nó gọn cho con nè. Mày lấy cái kéo mà cắt cho. Ba. Dạ, em mời chị vào. Trời ơi, hôm nay chị đẹp quá. Chị, trời ơi, Thanh Kiều nữa, trời ơi, đẹp quá Thanh Kiều nữa. Trời ơi, hôm nay chị đi chợ, trời ơi, chị mới muốn bắt kiến hả chị? Trời ơi, có bỏ cái xỏ tay vô, trời ơi, có đứng đời. Cười, chụp hình chị cười, em chụp hình chị tắm ra. Trời ơi, đẹp ghê, nữa đi, chị làm dáng em chụp chị tắm nữa. Ôi sao ơi, đẹp ghê. Trời, bởi vì em ngưỡng mộ chị dễ sợ. Em ngưỡng mộ chị đẹp gái dễ sợ. Trời, còn cái giỏ này giỏ gì chị? Giỏ unicorn. Trời ơi, giỏ unicorn. Chị mua giỏ này nhiêu tiền á? Mua có $3 hả? Đẹp ghê, công nhận cái trang phục hôm nay chị chọn đi chợ là em là em mê hồn mê ly luôn đó. Rồi, em mời chị đi chợ nha. Trời ơi, có sành điệu chưa? Bà chị này bà sành điệu dễ sợ luôn. Ôi, vì khách này chắc bà sợp lắm nè. Bà mua đồ, bà mua toàn là đồ ngon không nè. Chị ơi, ở nhà chị có mấy người? All of them là nhiêu người chị? Nhà chị có bao nhiêu người? Có tất cả luôn hả? Mà tất cả là mấy, số mấy? Ở nhà chị có ai? Ở trong nhà chị có những ai? How many people are in your family? And Princess and Flowers are there. It's a car.
costume flower. Trời ơi, hỏi nhà chị có bao nhiêu người, nó nhà nó có Elsa. Nó có trời ơi nhà, ý như nhà nó là nó nhà nó có những cái con đồ chơi của nó đó. Trời đất ơi, có được không? Nhà nó không có tôi, không có ba, nó không có mẹ, nó còn có Elsa với Lina rồi không? Có được đời không? Trời ơi chị, bữa nay chị đi chợ chị mang kiến, chị xách giỏ, chị đẹp quá chị ơi. Chị sang trọng mà phải gọi là trông thấy luôn đó chị. À cái đó là bánh mì à, đúng rồi chị thích bánh mì lắm em biết mà, nên là em còn một ổ không chị. Ủa chị, còn bốn cái trứng chị không mua hả? Chị không muốn mua bốn cái trứng của em hả? Ừ chị mua một cái rồi hả? Lỡ rồi còn bốn cái gì ráng mua giùm em luôn được không? Thôi không muốn mua nhiều hả? Vậy thôi chị về đi, em chào chị nha. Để em chiều nay em luộc mấy cái trứng này em về em ăn. Trời cảm ơn chị, em không đòi tiền mà chị cũng trả nữa. Em tính cho chị luôn rồi mà thôi chị trả em cũng lấy. Thôi đi về đi. Bye bye chị nha. Chị khoan lại đem nói cái này coi. Mày mốt, mày mốt quá. Mà chừng nào chị không có xài cái mắt kiến này với cái giỏ này chị cho em nha. I love you chị, I love you. Không thấy ai mà hai khùng y hai mấy con này. Đó, chuẩn bị tới nữa. Trời ơi chị ơi, còn bốn cái trứng mà chị mua có một cái à. Rồi bây giờ tôi ngồi đây tôi ăn trứng trừ cơm đây nè. Giờ tôi luộc trứng lên tôi ăn, tôi trừ cơm. Trời ơi. À, bốn cái trứng à. Trời ơi, nãy kêu nó mua thêm cao hết cái trứng thì chị nói không, chị mua một cái rồi. Chị này cũng những chị xài tiền, chị xài tiết kiệm dễ sợ luôn. Chị mua đúng một cái chị ăn, chị nào chị ăn hết chị đi mua cái tiếp theo. Ủa sao sáng giờ chưa thấy cái cô khách hàng của mình tới mua đồ ta? Cô khách hàng ơi! Đó! Trời, trốn. Trời ơi, chị khách hàng. Chị khách hàng đi đâu mà em chờ từ sáng giờ chị khách hàng? Chị mua thêm trứng hả chị khách hàng? Cái gì chị ăn hết rồi hả? Ôi đất ơi, chị thấy không, em nói chị mà. Phải chi mà cái bữa đó chị mua luôn hết cái đám trứng này là bữa nay chị đâu phải tới nữa đâu. Thôi mà không sao, em muốn gặp chị. Lại đây, để đây, chị chưa trả tiền em. Đúng rồi, chị hung em cái. Thế chị liệu chị hung em mến nè. Ôi trời ơi, bye bye chị nha. Trời ơi, thương ghê luôn. Trời ơi. Chị khách hàng. Cô được bà, lâu có được bà khách hàng. Hả? Để đi ra dùng cái bao rác này. Coi như vậy, nhìn bao rác này trước mắt qua chờ mẹ chúng mình đi dùng bao rác này. À, em xin chào chị chủ quán. Xin chào cô. Cô nói xin chào khách hàng. Rồi hôm nay em muốn đi chợ. Hôm nay nè, rồi bây giờ chị ngồi xuống cho em nha. Ngồi xuống. Hôm nay chợ mình có những món ăn gì nè, chị giới thiệu giùm cho em nha. Cái đó là cái gì? Chị phải đưa trước mặt em đàng hoàng cho em coi cái đó là cái gì. Chị đưa. Bên trầm là gì? No, cái này là cream cheese. Đúng rồi. Rồi coi chị còn gì nữa, chị giới thiệu cho em với. Ồ cái đó là sữa. Khoan, từ sữa làm ra từ con gì? Con bò. Đúng rồi. Sữa con bò. Đúng rồi, giỏi. Ê còn cái đó gì, cái gì? Eggs. Trứng gà ở đâu ra? Trứng. Cái gì đẻ trứng gà? Eggs. Nhưng mà cái con gì đẻ ra cái trứng gà này? Con nói đi, con gà. Đẻ trứng gà. Đúng rồi đó, vừa dạy cho nó luôn đó. Con gà cứ ó ó ó. Không, cái con gà đó là con gà trống. Còn có gà mái là nó kêu cục tác. Này có con gà mái đã đẻ ra cái trứng này nè con. Hay không? Chị coi bữa nay em với chị đeo kiến giống nhau không? em làm khách hàng mà em cũng đeo trứng. Con nói là trứng gà cô ơi. Trứng gà cô ơi hả? Rồi trứng gà cô ơi. Cái đó là gì chị? Nó là cái gì? Không, nói đàng hoàng, nói rõ cái chữ đàng hoàng. Chị giới thiệu cho em mà chị rõ, giới thiệu mà mập mờ em không mua hàng. Cái đó là cái gì? Chị cầm lại chị nói cho em đàng hoàng. Còn con nhìn này, nhìn vô nè, con nói chị ơi, cái này là súp. Đúng rồi. Chicken. Chị nói chưa, con nói chị ơi, cái này là con gà. Con gà.
Đúng rồi. And this is eggs with me. Rồi trứng, trứng được đẻ ra từ con gì? Con sugar. Con gà. Con gà. Đúng rồi. Đấy, con gà cô ơi. Là con gà cô ơi. This is bowl of. This is bowl of chocolate. Trời ơi, cái đó là sikula hả chị? And this is bunny. Oh, that's a bun me. Không, khoan, đang cầm lại cái ổ đó, cầm lại cái ổ đó. Nói đàng hoàng. Bun me. Chưa. Bánh. Mì. Nói đọc, nói đi, bánh. Bánh. Mì. Mì. Nói rõ ràng. Mì. Bánh mì. Mì. Nói đi, bánh mì. Bánh mì. Ờ, đúng rồi. Bánh mì cô ơi. Ờ, bánh mì cô ơi. Chứ không có nói là bun me nghe chưa? Biết nói phải bể nói chuyện đàng hoàng à. Nói lại, em chưa nghe rõ. Waffles make with. Khép chân lại. I'm gonna go pee pee. I'm gonna be right back. Trời ơi. Trời ơi, đang buôn bán hàng mà có được đời nữa chưa? Trời đất ơi. Rồi, tất cả mọi thứ xong chưa? Dạ không. Chưa chị. Dạ. Chị tém cái tóc chị qua, tém cái tóc. God bless you chị. Em đốc qua đúng rồi. Rồi cho nó đẹp. Đúng rồi mình bán hàng mình phải nhìn cho đẹp chút. Đeo mắt kiến vô chị. Em thích chị đeo mắt kiến. Đeo đi coi chị. Chị ơi cô. Sao vậy? I can see chị ơi. Ủa đeo mắt kiến không thấy đường hả? À? Rồi thôi khỏi đeo. Trời ơi I can see chị ơi. Rồi bây giờ chị còn gì nữa nè? It's trứng hả chị? Trứng được đẻ ra từ con gì? Trứng gà được đẻ ra từ con gì? Con gà. Đúng rồi con gà. Chị có bao nhiêu cái trứng vậy? Chị đếm cho em coi chị có bao nhiêu cái trứng. 1 2 3 4 6 5 Đây nè, đây đem đếm, đếm cho chị coi nè nha. 1 2 3 4 5. Sao lúc nào chị cũng quên cái số 5 á vậy chị? Chị ơi, I'm not English. Gì em nói tiếng lịch là gì? Dạ không. Cô ơi. Cô ơi means cố mẹ. Cái gì? Nói gì? Cố mẹ. Con sao? Con có mà. Con có mà là sao? Con có mà. Không hiểu, nói tiếng Anh đi, cái gì, nói gì? Con có mà. Hả? Con có mà. Con có mà là sao? Con miss me. Con what? I don't understand. I'm go work. What is go work? Miss me. JD, I don't understand what you mean. Meow meow, go mad is the people. Cô Mark is the people? Yes. Không. This is chips. À, cái đó là chip hả chị? Yeah. Con nói đi, cái này là chips. Cái này là chips. Cái này là crackers. Cái này là crackers. Rồi, ok, bây giờ chị bây giờ. Ok. Chị coi chừng chị đạp bể gãy cái kiến chị vậy, chị cất cái kiến chị lên giùm em cái. Ok chị ơi. Ok chị ơi, chị bỏ cái kiến lên bàn, bỏ kiến lên bàn đi. Right there. Oh, ok. Đúng rồi, đúng chính xác. Mình phải cất cái kiến ngay chỗ đó. Đúng rồi, sao chị hay quá đi thôi. Rồi. Ờ, đúng rồi. Rồi, bây giờ chị cho em nè. Đây nè, không, bây giờ chị rảnh không? Chị bỏ đồ vô giùm em nha. Em chỉ món nào chị bỏ vô món đó vô đây giùm cho em nha. Nhưng mà rồi, bây giờ khoan, chờ chút. Em muốn 2 quả trứng gà. Ok. Đâu. Em đâu có muốn cái này đâu mà chị bỏ vô này vô. 2 quả trứng gà, đúng rồi, bỏ vô, chính xác. Dạ. Chưa. You gotta listen to me. What I wanna buy, then you gonna put it in here, okay? Sit down, please. Ok, bây giờ chị cho em một ổ bánh mì. Bỏ vô xe giùm cho em. Ủa sao chị bán bánh mì cho em mà chị bỏ vô miệng chị ăn? Không, it's not good. Hả? Nó không có thiệt hả? Nhưng mà cái này là chị bán cho em mà sao chị đem vô bỏ vô miệng chị ăn? Chị làm vậy là chị sai rồi đó. Đúng không? Chị xin lỗi em đi, chị khoanh tay lại, chị xin lỗi em đi. Xin lỗi. Đúng rồi. Hành hạ dễ sợ. Chị, em muốn một chai sữa. Okay. Sữa bò. Super here. Đúng rồi, bao nhiêu tiền chai đó chị? $3 hả? Khoan, từ để em coi muốn mua cái gì nữa. Em muốn mua con gà. Đúng rồi, con gà đó là bao nhiêu tiền chị? $4 $4 luôn à, con gà mắc dữ rồi ta. Sao gà mắc dữ vậy?
Cái chỗ kia bán có 3 đô, chị bán 4 đô, chị bán mắc quá. Lý do là sao chị bán mắc? Because sorry, you can pay that. Ờ, tại vì em chị xin lỗi em hả? Chị xin lỗi là tại vì em không có thể nào mà trả đủ tiền cho con gà của chị á hả? Ừ. Không, khi mà để mày giải thích cho con nghe nè. Khi mà người ta hỏi là tại sao cái món hàng này á nó lại mắc hơn món hàng của những cái chỗ khác đó, thì con phải biết á, phải nói cho khách hàng như thế nào. Con phải biết được nguồn gốc xuất xứ này và chất lượng của con gà. This is not real. Mẹ biết rồi, nhưng mà con phải biết là cái chất lượng của con gà. Chị đi. You hear me? Yeah. The quality of the chicken you sell, say, oh, this chicken, the quality is really good. Là con nói là tại vì con gà này á, là nó được ăn á, hả, những cái thức ăn mà bổ dưỡng, nó khác với những cái thức ăn mà công nghiệp. Mà, dạ công nghiệp ơi. Ờ, dạ công nghiệp ơi, rồi hiểu rồi đó. Không, em không muốn mua cái đó. Em không muốn mua đó. Em không có muốn mua mà chị bỏ vô giỏ em chứ, ngồi xuống bỏ xuống. No. Không. No. You can break the whole box. Trời. You can steal it. Chị, em muốn mua một cái lon nước súp. Okay. Show me here. Lon nước súp là lon nào? Hồi nãy em nói với chị lon nào? This. Đúng rồi, lon nước súp đó là ăn ngon không chị? Yeah. Ăn ngon không? Súp is noodle. À, súp có nghĩa là noodle. Noodle là mì á chị? Mm. Ăn ngon không? Chị ăn thử chưa? Yeah. Chị ăn chưa? Ờ giờ chị mới ăn á hả? Hay gì ngon chị? Dạ. Yeah. Trời đất ơi, quá ngon. Rồi thôi em mua nhiêu đó thôi, bao nhiêu tiền tổng cộng hết tất cả, em không có mua này. Không, that's enough. Trời ơi, chị cho thêm nha, cái đó chị cho là em không trả tiền chị đó. Trời ơi, cho quá trời luôn, cô chủ này thân thiện ghê, cái gì cũng cho hết, cho hết cái sạp hàng của luôn, không biết cô bán lời được nhiêu nữa không biết. Cái mua chiếc xe này, thật sự là mua cái chiếc xe này để coi giá bao nhiêu tiền nè. Mua cái chiếc xe này giá của nó là 17 đô, 17 đô la nè. Nhưng mà thật sự là chiếc xe này Ngọc thấy là từ hồi nãy giờ mua về nó rất là có cái gọi là cái gì? Nó rất là có cái hiệu quả luôn á. Mua về chay, thứ nhất là Ngọc với chay chơi được với nhau hai mẹ con nè. Thứ hai là mình dạy cho nó được rất là nhiều thứ từ một chiếc xe này luôn á. Từ tiếng Việt, từ cái cách mình chào khách hàng như thế nào, từ cái cách mình cố gắng giải thích từng món. Mặc dù á, mọi người nghĩ là Ngọc nói hơi nhiều và Ngọc nói là hơi bị dư. Ok. Nhưng mà hả, mưa dầm á, thì nó thấm lâu. Dạy nó từ từ ha, bây giờ nó biết là chị ơi rồi này kia, nó biết giới thiệu cho khách, rồi nó biết bỏ xe, nó biết ấy làm sao. Cái mình nói hoài nói hoài, mọi người nghĩ Ngọc là nói là giống như nói khùng nói điên, chứ Ngọc là thật sự là Ngọc nói từ từ. Mày đang giải thích cho cô chú nghe từ, giờ mà Ngọc có mục đích của Ngọc thì Ngọc nói hết á. Mà Ngọc nói riết là nó còn kia, Ngọc nói mẹ ơi im lặng đi. Ngọc biết là Ngọc nói nhiều chứ, biết là nói dư nói thừa chứ, nhưng mà sẽ không bao giờ dư thừa đối với một con đứa trẻ đang phát triển. Mưa dầm thấm lâu. Trời ơi, nó bán xong á, nó bán xong nó bỏ vô hết, nó nói là hả mà chị ơi, chị không có tiền trả nên là hả chỉ cho em vô đây em đem về nè mọi người nè, chỉ cho em ổ bánh mì với cái trứng với chai sữa. Trời ơi, lại đây. Trời ơi, em cảm ơn chị gái nhiều nha chị gái. Trời, chị cho em nữa kìa. You can have this box. Trời ơi, bây giờ chị cho em còn có chai sữa hả chị? Em cảm ơn chị, dù chị cho em ít nhiều em cũng cảm ơn chị. Em cảm ơn chị nhiều nha chị nha. Chị thương em không? Dạ. Yeah. Thương nhiều tới mức độ nào? Too much. Thương nhất gì? Nhất cái đồ lương. You can follow me. Oh, em cảm ơn. You can drink it in my store. Trời, em có thể uống cái này trong cửa hàng của chị luôn hả? Trời, để em thử coi. Trời ơi, sữa bò của cửa hàng chị bán ngon quá. Em nhất định sẽ giới thiệu cái sữa bò này của chị. And you can eat all of them. Tới những cái cửa hàng khác luôn. Nha chị nha. Hôn minh. Ôi, đục đàn, đục đàn. Again, mommy, again. Chờ nữa không? Ok.